Câu chuyện thứ nhất Ăn trộm phải trả nợ Xưa có một người tên là Triệu Tam Đi ở cùng với mẹ cho nhà họ quách Sau khi mẹ Triệu Tam qua đời hơn một năm Vào một buổi tối nọ Triệu Tam có một giấc mộng Thấy mẹ về nói với ông Ngày mai tuyết rơi lớn, bên dưới tường nhà sẽ có một con gà chết cống vì lạnh. Chủ nhân nhất định sẽ thưởng cho con, nhưng con chớ có ăn. Vì ta đã từng trộm 300 đồng tiền của chủ nhân, diêm vườn này phán ta, chuyển thành con gà để trả nợ. Ta đã đẻ đủ trứng trong đời này để trả hết số nợ, nên có thể đi được rồi. Hôm sau, quả đúng như lời nói trong giấc mộng có một con gà mái chết cống dưới bức tường nhà. Chủ nhân thưởng cho Triệu Tam, nhưng Triệu Tam nhất quyết không ăn mà khóc lóc mang gà mái đi chôn. Chủ nhân cảm thấy rất lạ mới gặng hỏi. Không còn cách nào khác, Triệu Tam đã đem sự thật kể lại với chủ nhân. Câu chuyện thứ hai: Giết lợn bị đọa vào địa ngục. truyện Pháp Cú kể rằng Lúc Thế Tôn cùng các tỳ kheo ở tại tỉnh xá Trúc Lâm Cách đó không xa Có đồ tể Kunda sống bằng nghề mố lợn Mỗi lần giết lợn Ông ta trói thật chặt vào cột Và nã nó bằng một cây chạy vuông Rồi banh hàm Và rót nước sôi vào họng Tiếp sau đó Đổ nước sôi lên lưng Làm tuột lớp da đen Và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc cuối cùng ông cắt đầu lợn bằng một thanh kiếm nhọn rồi xé thịt lột da và Kunda đã sống bằng nghề mổ và bán thịt như thế gần hai mươi năm dù đức đạo sư ở tinh xác cách đó không xa mà chẳng khi nào Kunda cúng dường ngài dù là một cành hoa hay một nắm cơm cũng không là một việc công đức nào cả một hôm ông mắc bệnh và dù ông ta vẫn còn sống nhưng lửa của địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình địa ngục giáng xuống đồ tể Kunda, ông ta bắt đầu kêu en ét và bò bằng tay và đầu gối. Người nhà rất kinh khiếp, tìm mọi cách bịt miệng ông ta và nhốt ông ta ở trong nhà. Suốt bảy ngày liền, chịu sự đau khổ, ông luôn một rống en é như lợn. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng lợn kêu en ngét ồn ào. Khi về đến tịnh xá, bạch với đạo sư. Bạch Thế Tôn, trong bảy ngày qua, cửa nhà đồ tể Cunda đóng kín và ông ấy vẫn tiếp tục giết lợn. Thế Tôn nghĩ xem, biết bao nhiêu con bị giết. Thật là từ trước tới nay, con chưa thấy ai độc ác và dã mang như thế. Đức Đạo Sư nói, Này các tỳ kheo, ông ta không có giết lợn trong bảy ngày qua đâu sự trừng phạt phù hợp với việc làm ác đã xảy đến đối với ông ta ngay khi ông ta còn sống cực hình của địa ngục a tỳ đã đến vì cực hình này ông ta bỏ tới bò lui trong nhà kêu la ai ngét như một con lợn suốt bảy ngày liền hôm nay ông ta đã chết và bị đọa vào địa ngục a tỳ Câu chuyện thứ ba. Phí phạm thức ăn, trả nghiệp chết đối. Chuyện này do chị Lê Thị Hoa trong phái đoàn Quốc kể lại. Những kỷ niệm từ khi chị mới lên 4 tuổi cho tới nay chị nhớ rất rõ, mặc dù đã gần 50 năm trôi qua những sự thật về những câu chuyện nhân quả xảy ra trong gia đình của chị thì không bao giờ phai nhạt có lẽ vì những nghiệp báo thương tâm xảy ra trong gia đình chị năm xưa nhà chị có sáu anh em hai trai bốn gái gia đình vừa đủ sống không thiếu thốn chi hết ba chị thường đi làm về trễ nhiều lúc ba chị bị bạn bè rủ rê đi nhậu tới khuya mới về. Thế là đồ ăn do má chị để lại cho ba. Hôm sau đều bị ôi thiêu. Vì thời đó, nhà chị chưa có tủ lạnh, nên đồ ăn không thể để lâu được. Mỗi khi đồ ăn để lại, bị ôi thiêu, má chị phải đem đi đổ với vẻ mặt buồn phiền. Khi đổ, má chị thường kêu lên. Cứ chỉ hành động này kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Sau khi chị lớn lên Thì gia đình ly tán Ba thì đi lấy vợ khác Có thêm bảy người con Cuộc sống với má mới Và bảy người con Vô cùng vất vả Cơm không đủ ăn Áo không đủ mặc Đời sống nghèo đói Hiện ra rất rõ ràng Trên từng khuôn mặt mỗi người trong gia đình Lúc đó Chị mới 19 tuổi mà phải bước chân vào đời làm thuê dành dụm được chút ít nhưng thấy hoàn cảnh của ba thiếu thốn trăm bề nên chị cầm lòng không đặng dù không có nhiều tiền nhưng chị vẫn âm thầm giúp đỡ ba nhưng phải thật khéo léo vì sợ gì và mấy đứa con làm khó ba mỗi tuần chị đều mua thịt với gạo mang đến cho ba lần nào đến thăm chị đều cho ba chị hai mươi đồng má mới ba mươi đồng để gì khỏi phân bị nhưng khi dì quay mặt đi Thì chị nhanh tay Nhét vào túi ba thêm 50 đồng nữa Phòng hờ khi dì có lấy của ba 20 đồng Thì ba vẫn còn 50 đồng mà xài Thỉnh thoảng các anh em than đối Nhà không còn gạo Thế là chị phải sang nhà bên Mượn đỡ Để anh em sống tạm qua ngày Cuộc sống túng thiếu gia đình chị Mỗi ngày trầm trọng hơn Không thấy dấu hiệu khá lên một hôm chị đến thăm ba Thì thấy ba đang nhai các mắt mía của người ta bỏ Chị hỏi tại sao ba lại ăn những thứ này Ba chị đáp Ăn để cho sạch miệng Sau này chị mới biết Vì quá nghèo đói Nên ăn mắt mía mà sống cho qua ngày Cuối cùng ba chị chết Trong cảnh nghèo đói thật đau khổ Má chị thường nói Có lẽ lúc trước đồ ăn để cho ba mày Ông không ăn, làm cho ôi thiêu, rồi đổ đi, cho nên bây giờ phải trả quả báo, chết trong sự nghèo đói. Chị kể tới đây thì khóc sụp sùi, trong khi xe đang chở phái đoàn trên những đoạn đường gồ ghề của xứ Ấn. Chị nói thêm về người anh thứ hai của chị cũng bị nghèo đói, bệnh tật, chết trong nỗi cô đơn vì tính bỏng sẻn. Anh thứ hai rất thông minh. Quá thật, khó ai trong gia đình chị sánh bằng sau khi lập gia đình anh làm ăn rất khá tiền của dư giả xây các nhà cửa khang trang nằm đến sáu lọc tiền bạc vô như nước thế mà anh chưa bao giờ giúp đỡ ba giúp đỡ má hay anh em trong gia đình dù là đang gặp khó khăn không ai có thể ăn được của anh dù một đồng anh chỉ biết gom góp của người khác cho mình và gia đình anh anh không cần quan tâm đến đau khổ của ai cả tuy anh rất giàu có nhưng cái gì có lợi thì anh tìm cách đưa về cho gia đình anh dù đó là anh em ruột hay bất cứ người nào khác không bao giờ anh biết giúp đỡ dù chuyện nhỏ nhặt đối với mọi người anh đối xử rất tệ hại càng kể chỉ càng thấy đau lòng cho một con người đặc biệt này Ngày khi ba chị chết, anh tự động đến trại hòm và tự đặt mua hòm loại tốt nhất, đẹp nhất để về liệm ba. Nhưng anh lại bắt chị trả tiền, chị không đồng ý và chỉ lấy loại hòm hạng nhì. Chị chấp nhận trả tiền, đến khi làm đám cho ba, anh gọi thợ chụp hình đến để chụp hình, nhưng cũng nói chị trả tiền. Lần này chị không trả, thì anh ta có cử chỉ hành động không hay. Những năm 1978, tình hình kinh tế đất nước Việt Nam còn rất khó khăn. Mặc dù thời điểm ấy, anh rất giàu, tiền của dư thừa, nhưng anh không bao giờ giúp đỡ ai, kể cả anh em trong gia đình mình. Sau khi chị vượt biên sang nước Úc, vật lộn với cuộc sống đắt khách quê người, không ai thân quyến. Suốt 25 năm sống ở xứ người, đời sống từ từ ổn định. Khi chị trở về lại Việt Nam, sau 25 năm xa cách, nhìn đất nước đổi thay, chị thấy lòng vui vui. Những con người trước kia rất nghèo, thì nay đã trở nên giàu có, cuộc sống ổn định ấm no. Nhưng người anh thứ hai của chị, năm xưa giàu có, thì nay lại trở thành một người không mái nhà che thân, vì nhà cửa tiền bạc của anh đã bị vợ anh cướp đoạt và đuổi anh ra khỏi nhà. Chị về tìm những người thân năm xưa tìm nhiều nơi hỏi nhiều người. Mới biết anh thứ hai đang nằm nhà thương vì bị bệnh lao thời kỳ thứ ba. Gặp được mặt anh, chị khóc nức nở như một đứa trẻ con mắc mẹ. Anh nói với chị, bây giờ anh mới thấy quả báo của đời người. Đúng là quả báo nhãn tiền.